Rồi, bây giờ mình sẽ khui thùng hàng này cho các bạn coi ha. Thì này mình lấy tối hôm qua. Đây, ở đây thì có một số mẫu, có một mẫu thôi, một mẫu súng mới ha. Thì cái loại này nó nhỏ hơn cây 290 ha các bạn. Nhỏ hơn cây 1911 ha. Ở đây có thêm hai hộp 11548 ha. Với lại hai con rồng 4 đầu của Zimo. Còn lại là cái bịch đen này. Mình khui cho các bạn coi luôn. Đổ ra luôn. Thì ở đây cái mẫu 10523 ha. Trên đó còn 8 hộp nên mình lấy về hết luôn. Đây nè, cái mẫu hộp của nó mình để ở bên trong. Rồi, với lại một cái mẫu Nexo này nữa các bạn. Mẫu này giờ mới tìm thấy ha. Thì cái này Larry sản xuất lại rồi. Bữa giờ chắc cũng phải vài tháng rồi mình mới lấy lại được cái bộ này ha các bạn. Thì này mình lấy hai bộ. Còn cái mẫu 10523 này thì mình lấy tới 8 bộ lận. Chung là hàng sẽ bán dần từ giờ tới Tết ha các bạn. Hết hàng thì mình sẽ đôn thêm cái chiếc này vậy. Còn lại thì chiếc kia mình bán giờ tới Tết cho hết luôn.